chỉ việc mua một chiếc Galaxy S9 hoặc S9 cộng thôi mà. Còn nếu các bạn cũng chưa đủ tiền thì mua S9, S9 cộng á, đừng lo, Santa Claus sẽ tặng cho các bạn. Và đây chính là chiếc Galaxy S9 cộng mà chúng tôi dành tặng cho các bạn. Bên cạnh chiếc Samsung Galaxy S9 cộng này thì mình bọn mình còn có 20 giải thưởng dành cho 20 bạn may mắn được 20 cái cào trị giá 100.000. Và đấy là thì vô cùng đơn giản. Bước thứ nhất, subscribe kênh YouTube của Sao Hoàng Club. Bước thứ hai, chia sẻ video này về trang cá nhân Facebook ở chế độ phòng cai. Và bước thứ ba, hãy comment chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ đôi Galaxy S9 và S9 cộng kèm theo số may mắn của bạn chữ số bất kỳ. Ví dụ Galaxy S9 cộng đẹp quá, đau thận quá, và lại từ với mỗi người chỉ được comment tối đa là 9 comment với 9 cảm nhận và 9 số may mắn khác nhau. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn dành tặng 20 thẻ cào 100k dành cho 20 comment chia sẻ cảm nhận sáng tạo và vui vẻ nhất. Chiếc Galaxy S9 cộng sẽ được quay trên trang random.org. Chương trình này sẽ được kéo dài trong 2 tuần lễ kể từ ngày 18 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2018. 20 bạn có 20 cảm nhận độc đáo nhất, sáng tạo nhất và vui vẻ nhất sẽ được bọn mình trao tặng 20 giải thưởng gồm 20 thẻ cào 100k nha. Và đó với giải đặc biệt thì những comment có các số may mắn giống nhau thì comment nào đến trước sẽ được nhận giải. Còn những comment bình luận mà đã qua chỉnh sửa rồi sẽ không được tính đâu. Và tóm lại thì thể lệ chúng ta chỉ cần 3 bước mà thôi. Subscribe kênh YouTube của Sam Fan Club để đăng bài comment kèm chữ số bất kỳ. Và cuối cùng là share video clip này về trang của cá nhân với chế độ công khai. Tụi mình sẽ viết lại thể lệ ở dưới ô mô tả của video này. Còn nếu các bạn có những thắc mắc gì thì đừng quên để đăng bài comment bên dưới nha. Chúc mừng anh em sẽ may mắn nhận được chiếc Galaxy S9 cộng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.